Ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì và điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài chính và ngân hàng. Đối với lĩnh vực tài chính, nhiều vấn đề nóng như là chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản, phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp đã được các đại biểu đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Trả lời chất vấn liên quan đến vấn đề chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, Bộ đã có văn bản chỉ đạo ngành thuế chống thất thu trong lĩnh vực này. Nhờ vậy mà 4 tháng đầu năm đã tăng thu so với cùng kỳ năm ngoái hơn 6.600 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm thì đã thu được là 16.200 tỷ, tức là tăng so với cùng kỳ của năm ngoái là 6.600 tỷ để mà chống thất thu trong lĩnh vực bất động sản. Thế thì chúng tôi hướng dẫn thế này, khi mà cái kê khai ấy là bản giá nào thì kê khai giá đấy. Nếu mà kê khai thấp thì tính theo cái bảng giá đất mà do Ủy ban nhân tỉnh ban hành nhân với cái hệ số điều chỉnh. Tranh luận tại phiên chất vấn liên quan đến vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, nguy cơ phát sinh hậu quả tiêu cực. Có công ty đó là phát hành là 7.700 tỷ đồng trái phiếu nhưng vốn chủ sở hữu chỉ có 270 tỷ, tức là cái tỷ lệ là 28 lần. Là có giải pháp quản lý sao cho cái 51 tỷ đô la trái phiếu doanh nghiệp tồn đọng này không phát sinh cái hậu quả tiêu cực. Trừ trường hợp Tân Hoàng Minh là hiện nay chưa trả nợ khi gói cổ hủy giao dịch. Còn lại ấy, các doanh nghiệp là đến hạn đều gói trả được nợ, có nghĩa là dòng trái phiếu doanh nghiệp này vẫn chu chuyển một cách bình thường. Trong luật chứng khoán không đưa ra điều kiện phát hành cần phải là doanh nghiệp có lãi hay cần có tài sản đảm bảo, cho nên ấy là trong nghị định 153 cũng không thể quy định được điều kiện phát hành. Phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực tài chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính có các giải pháp hiệu quả để khắc phục, tập trung vào các vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đã kiến nghị, trong đó sớm tái cơ cấu toàn diện thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Ngay từ đầu phiên chiều đã có 68 đại biểu đăng ký chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực ngân hàng. Nội dung xoay quanh các vấn đề như là giảm lãi suất cho vay, cấp hạn mức tín dụng, vốn cho thị trường bất động sản hay là kiểm soát nợ xấu. Kinh tế xã hội có yêu cầu chính sách tiền tệ phải phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5 đến 1%. Đề nghị Thống đốc cho biết việc thực hiện nhiệm vụ nói trên đến nay ra sao. Ngân hàng trung ương các nước thì đều có cái xu hướng là tăng lãi suất trên thế giới, nhưng mà Ngân hàng Nhà nước đã điều tiết cơ bản là ổn định được cái mặt bằng lãi suất, và cái lãi suất này thì chỉ tăng có 0,09% so với đầu năm ngoái. Nếu như mà có cái điều kiện thì Ngân hàng Nhà nước cũng luôn luôn là chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải tiết kiệm các cái chi phí trong hoạt động để cố gắng giảm lãi suất. Nhiều ngân hàng cả lớn và nhỏ thì đều đề xuất với Ngân hàng Nhà nước là nới thêm hạn mức tín dụng để góp phần hỗ trợ tăng trưởng. Xin Thống đốc cho biết tính hợp lý của cơ chế cấp hạn mức tín dụng hàng năm cho các ngân hàng thương mại hiện nay. Đây là một cái giải pháp mà khá là hiệu quả trong cái thời gian vừa qua và hiện nay thì đang áp dụng. Trước đây các ngân hàng tăng trưởng tín dụng là trên 30% một năm ở mức rất là cao, và cá biệt có những năm là tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống lên đến 53,8%. Và như vậy nó tạo ra những cái cuộc đua lãi suất để huy động được nguồn tiền để cho vay vân vân. Trả lời chất vấn của đại biểu về việc siết tín dụng bất động sản có thể khiến thị trường đình trệ, Thống đốc khẳng định hiện 94% các khoản vay bất động sản là trung và dài hạn, trong khi 80% lượng tiền gửi là ngắn hạn. Do đó, các ngân hàng cần tuân thủ quy định quản trị rủi ro khi cho vay. Nếu như các tổ chức tín dụng mà cho vay không kiểm soát được thì sẽ có thể có những cái thời điểm mà khách hàng đến rút tiền thì lại chưa đòi được những cái khoản nợ dài hạn. Chính vì như vậy mà xuyên suốt trong những năm qua thì Ngân hàng Nhà nước có những cái quy định pháp luật để kiểm soát là kiểm soát cái rủi ro như vậy. Thế còn cái việc mà thực hiện cho vay đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản thì do tổ chức tín dụng là tự thỏa thuận với khách hàng và quyết định. Liên quan tới vấn đề kiểm soát vốn vào các lĩnh vực rủi ro như chứng khoán, bất động sản hay phát triển trái phiếu doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý các biện pháp quản lý cần phù hợp tạo điều kiện cho thị trường phát triển. Một mặt chúng ta phải giám sát quản lý chặt cái thị trường đấy, nhưng mặt khác phải tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường phát triển. Chúng ta chấn chỉ xử lý những cái méo mó, những cái hư hỏng của thị trường, chứ không phải là chúng ta đóng cửa hay là chúng ta
hạn chế cái thị trường này nó phát triển. Do đó chính sách đối với tài chính, đối với kinh tế là nó không thể giật cục được. Nó phải nhất quán, nó phải thông suốt và nó phải có dự phòng, dự lường rất nhiều các cái nội dung khác nhau. Nhiều vấn đề khác cũng được các đại biểu đặt ra như xử lý nợ xấu, tái cơ cấu tổ chức tín dụng hay tín dụng đen. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giải trình trong phiên họp sáng mai. Qua theo dõi phiên chất vấn 3 nhóm vấn đề về nông nghiệp, tài chính và ngân hàng, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp đã bày tỏ phiên chất vấn đã trúng và đúng các vấn đề có tính cấp bách. Các tư lệnh ngành đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm khi trả lời thẳng thắn, không né tránh, kể cả các câu hỏi khó. Tôi rất là tâm đắc vấn đề quản lý thuế đối với chuyển nhượng bất động sản. Bộ trưởng cũng đã có những cái chỉ đạo trong thực tế, tổng thuế triển khai rất là cụ thể và đã được thực hiện trong câu trả lời của Bộ trưởng. Chúng tôi cũng theo dõi cái phiên trả lời của Bộ trưởng thì chúng tôi nhận thấy rằng là những cái vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm trên thị trường hay là những cái định hướng xử lý cái hành vi này để làm trong sạch thị trường, cộng với việc là sắp tới sẽ sửa đổi luật, ví dụ như nghị định 153 hay là làm chặt chẽ hơn các cái luật về chứng khoán, thì đấy là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là đã đáp ứng được. Những cái giải pháp đưa ra thì chúng tôi nghĩ là tương đối là cụ thể và chi tiết để làm sao ngành tài chính, ngành ngân hàng, bộ phận hải quan và đặc biệt là những chính sách hỗ trợ mà tài chính đưa ra đã phù hợp, nhưng chỉ băn khoăn một cái phần là công tác triển khai sau các cái sự cam kết của Bộ trưởng như nào đối với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng nhà nước và những ngân hàng cổ phần tư nhân. Tôi mong rằng những câu trả lời chất vấn của Bộ trưởng sẽ được đi vào thực tiễn và áp dụng nhanh chóng hơn để giúp cho các doanh nghiệp có được những cái giá về xuất khẩu tốt hơn, đưa ra thị trường quốc tế.